Tiếp theo là em đầm chất vải linen màu cam nha mấy chị ơi. Màu cam này là cam nút nha mọi người. Đó, cái màu cam này nó có màu cam này, nó lại là màu nút vô nổi này, là cái màu nó nhìn tây lắm mấy chị. Đây mẫu này ha, mẫu này có ai đã từng mua cho mọi người nhớ chốt cho em nha. Đây là dòng vải linen số lượng ít giả mang luôn, em còn cho mấy chị hai size thôi, S và size M, mỗi size nhận đúng 5 chiếc, 5 chiếc size S và 5 chiếc size M. Ok không mấy chị, dòng vải linen đẹp lắm lắm luôn á mấy chị. Ở đây nè mấy chị, em làm dáng cổ V ha. Đây, ở phía trước phối cho mấy chị 9 cái hạt nút bọc. 9 nha là một con số may mắn á mấy chị. 9 là một con số may mắn nha mọi người ha. Eo làm thiết kế eo trên nè. Hai túi làm hai túi đắp cho mấy chị đắp giả như này xinh lắm. Cái màu này lên da trắng tươi à. Cấp cho mọi người cái mã trước là 6505. Còn hai size cuối cùng thôi, chất này co giãn ok ha mấy chị. 6505 gạch ngang số điện thoại kế bên giùm em. Giá gốc cho em đồng này nè mấy chị, rất là rẻ luôn. Có 520 thôi. Là mức giá em bán và nó là rất là chạy cho cái em đồng này luôn. Hôm nay em giảm luôn nha. 339.000 còn có hai size mấy chị, nên là mình tranh thủ giùm em. Chị Bạch Huệ Lê ơi, mình thiếu thông tin nha người đẹp ơi. Các chị có đặt hàng thiếu thông tin này là không bao giờ mình chốt đơn được luôn á mọi người, thật sự luôn. Chị Hiền Phạm cũng thiếu thông tin này nè. Ai đặt hàng mà thiếu thông tin là em chắc chắn không bao giờ mọi người có đơn được. Tại vì mình chốt đơn bằng hệ thống, chứ em không có ghi bằng tay nha mấy chị. Phải comment đầy đủ thông tin giùm em, mã sản phẩm gạch ngang số điện thoại. Còn chị nào mà không có thông tin là mình xác nhận là mình không có được ai gọi luôn. Tại vì em không có biết số điện thoại em gọi ha. Nên là đặt cho em đầy đủ thông tin ha. Em chừa đơn cho mọi người nè. Đó như chị Nhẫn Trần nè, comment có 6505 thôi à. Cái đồng này em nhận cho mấy chị nè, 6505 gạch ngang giùm em ngân số hoài. Mỗi size nhận đúng 5 chiếc thôi là em hết hàng. 339.000. Size S và size M. Size S là từ 40 cho tới 45, và size M là từ 45 cho tới 52 cân. Là mình sẽ có đơn hàng. Cái chất của nó này có độ co giãn cho mấy chị yêu nhà mình ha. Hai bên là làm túi đắp cho mấy chị em nhà mình xinh lắm luôn. Trên cầu vai là làm có xếp nhíu, ở dưới này làm có sẻ V và có đính nút lại cho các chị yêu nhà mình. Cổ V như này nhìn đẹp ha, xuất sắc giả mang. Nên là mình chốt sớm giùm em để em còn chừa hàng chiều nay. Bây giờ các bạn đang bắt đầu gọi điện thoại tư vấn size cho mọi người nè. Comment đầy đủ giùm em là 6505 gạch ngang số điện thoại giùm em. Chị nào thiếu thông tin là em không có lên đơn được cho mình ha. 6505 gạch ngang số điện thoại. Cái chiều dài của cái em đầm này là dài qua đầu gối nè mấy chị. Ở phía sau lưng là em sẽ có làm dây khóa kéo cho cả nhà luôn như thế này. Cái form dáng nó co giãn. Cái màu của nó lên là cho mấy chị là một cái gam màu cam nút. Cam nút ha mấy chị ha, là nó rất là tây, nên là nó hỗ trợ cho nút da mình nó sẽ sáng hơn, đẹp hơn, duyên dáng hơn rất rất là nhiều luôn. Mấy chị phối cho em chiếc túi trắng như thế này nè. Xin không mấy chị? Mặc đi chơi, đi cà phê, dạo phố nhẹ nhàng chung với cái em đầm này là rất là xinh. Hoặc là mọi người có thể phối cho em chiếc túi gam màu đen mặc đi làm. Đẹp không phải nhà? Cái này độ tuổi là cỡ 20 mấy, 30 mấy tuổi đổ lên mình mặc vẫn được nha mấy chị ha. Tầm 50 mấy tuổi mặc cũng được nữa, tại vì em làm thiết kế trơn. Phối nút như thế này là những cái thiết kế đang là xu hướng trend bây giờ. Nên là mình mặc lên nó đẹp lắm mấy chị, nhìn nó tây. Và mấy chị có thể phối cho em thêm một chiếc lớp để mà mình có thể là đi ăn tiệc luôn ha. 6505 gạch ngang chị em ngân số thoại. Hai size S và size M. Từ 40 cho tới 52 cân là mình sẽ có đơn ha, tranh thủ nha mấy chị. Số lượng em nằm này ít. Em Ngân cũng chuẩn bị qua mẫu luôn. Chị nào mà chưa biết, chưa chốt mẫu này thì comment giùm em ha. 6505 gạch ngang số điện thoại. Chị Bùi Thị Ngọc Dung ơi, chị cứ đang nằm trong cái mức cân từ 40 cho tới 52 cân, chị thả cho em cái comment trước cái đã. Size số bây giờ các bạn đang bắt đầu gọi điện thoại được không ạ? Chị nào thiếu thông tin bổ sung giùm em để em bắt đầu em chốt đơn hàng cho mình nha. Em thấy có nhiều chị lên đơn cái mẫu này rồi nè. Chị nào chưa chốt em đầm này cứ việc comment cho em là 6505 gạch ngang số điện thoại giùm em để mà có đơn hàng nha mấy chị. 6505 gạch ngang số điện thoại giùm em là mình sẽ có đơn hàng. Bây giờ chuẩn bị qua mẫu nha, ai chưa chốt mẫu này không mấy chị. Chất của nó là chất linen, linen nên là mọi người nhìn giùm em nè. Em làm cho mấy chị những cái sợi vải của nó là sợi vải tơ tằm thiên nhiên 100% luôn, nên là cái tính liên kết của cái vải của nó lên rất đẹp, nó rất là sang. Nhìn nó trẻ trung và khi mà mình mặc lên nó thấm hút mồ hôi nè. Chất vải nó mềm mấy chị, nó mịn, cực kỳ mịn luôn. Em làm cho mấy chị cái mí nhìn đẹp ha. Cái mí nhìn nó đều lắm mấy chị, nâng được cái vòng một cho mình. Cái tay lên xinh quá trời xinh luôn. 6505 gạch ngang giùm em số thoại kế bên ha. Dòng vải linen.
giá gốc 520, hôm nay giảm còn 339.000. Rồi bây giờ chuẩn bị qua mẫu luôn nha mấy chị. Comment giùm em ngân số 6. Comment giùm em ngân số 6. Bây giờ em qua mẫu thêm cho mọi người luôn nha. Tiếp theo là một cái em đầm chất vải này, lâu lắm rồi em mới like cho mọi người ha. Tiếp theo mọi người comment giùm em ngân số 6 nha mấy chị, qua thêm một mã nữa cho mọi người để mọi người tranh thủ luôn. Để chiều nay em dồn đơn, em đi đơn sớm cho mấy chị. Còn chị nào mà đặt thiếu thông tin là em không có chốt đơn được. Mình thiếu cái mã sản phẩm hoặc thiếu số điện thoại là em lên đơn không được ha. Rồi bây giờ comment số 6 qua mã nha mấy chị.